Nguyễn Hoàng Đức là cầu thủ duy nhất ra chào hỏi huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam Philip Chaussier sau trận Viettel Bình Định tối ngày 1 tháng 8. Ông Chaussier cùng trợ lý của mình đã đến dự khán trận đấu này và chứng kiến kết quả hòa không bàn thắng đáng thất vọng. Sau trận, Hoàng Đức đi bộ một mình lên khán đài để chào ông Chaussier. Sau khi ghi cú đúp ở trận thắng Hà Tĩnh vòng trước, Hoàng Đức tịt ngòi ở trận này, nhưng vẫn ghi điểm với huấn luyện viên Chaussier nhờ khả năng chơi bóng xuất sắc. Anh được ông thầy người Pháp hỏi thăm sức khỏe và dặn dò khá kỹ trước khi nhận hộp quà của một cổ động viên rồi đi về. Thời gian qua, huấn luyện viên Chaussier thường xuyên đi xem các trận đấu V-League để xem dò cầu thủ cũ và tuyển quân mới cho đội tuyển Việt Nam. Không chỉ các trận đấu chính thức, ông thầy người Pháp còn lặn lội đến cả sân tập, hỏi thăm các học trò từng buổi tập. V-League chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc. Sau đó, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung song song cùng với đội trẻ U23,